lời Chúa thứ năm sau Chủ nhật thứ bảy phục sinh ngày 16 tháng 5 năm 2024. Lạy Chúa, ngài giàu lòng xót thương, xin ban ơn phù dung con đêm nay lạy Chúa ngài rộng lòng thứ tha xin rộng ban tình thương và tha thứ ban cho con đầy hồng ân chan chứa xin cho con luôn say men tình Chúa Chúa yêu con người chết treo thâm hình để cứu độ chân gian lòng thương xót của ngài đến chúng con siêu con đến tận nguồn của thanh ân để con đi loan tin mừng chúa vòng tay chúa ngài rộng mở thứ tha để ôm lấy cả tội lỗi chúng con trái tim ngài ban phát nguồn tình yêu lời chúa thứ năm sau Chủ nhật thứ bảy phục sinh ngày 16 tháng 5 năm 2024. Thưa anh chị em và các bạn, hôm nay ngày thứ năm sau Chủ nhật thứ bảy phục sinh và là ngày thứ bảy trong tuần cửu nhật kính Chúa Thánh Thần. Tuần cửu nhật kính Chúa Thánh Thần gồm 9 ngày, bắt đầu từ thứ sáu mùng 10 tháng 5 đến thứ bảy 18 tháng 5 trước ngày lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, Chủ nhật 19 tháng 5 năm 2024 ngày thứ bảy đón nhận đặc sủng của Chúa Thánh Thần cầu cho sự hiệp nhất. Hôm nay ngày thứ bảy của tuần cửu nhật kính Chúa Thánh Thần, xin Chúa Thánh Thần giúp con khao khát đón nhận các đặc sủng để phục vụ và thực thi bác ái với anh em của con trong sự khiêm nhường. Con xin là khí cụ nhỏ bé của Chúa để mang tình yêu, lòng thương xót và sự chữa lành của Chúa đến với mọi người. Lạy Chúa Thánh Thần, xin giúp con biết trân trọng đặc sủng Chúa ban cho anh em con, mà không vì ghen ghét mà dập tắt thần khí Chúa nơi anh em. Xin cho con biết đón nhận sự khác biệt của anh em con, mà không ganh tị, phân bì, loại trừ nhau, để có thể sống hiệp nhất trong đa dạng. Mời cộng đoàn cùng hát bài Xin Ngôi Ba Thiên Chúa. Xin Ngôi Ba Thiên Chúa ngự xuống trên chúng con. Ban hồng ân chan chứa, thấm nhuần hồn xác chúng con. Biến chúng con thành những chiến sĩ theo Chúa Kitô thành nhân chứng nước trời cho muôn người trong khắp nơi lời nguyện cho sự hiệp nhất lạy Chúa Thánh Thần ngài được sai đến để ở với chúng con ngài là ân huệ cao cả từ trời ban xuống cho chúng con để chúng con được mạnh sức vượt qua mọi thử thách cám dỗ xin ngài ban niềm an ủi sức mạnh lòng tin cậy mến cho chúng con chúa là nguồn sức mạnh niềm hy vọng và cậy trông cho chúng con trong cơn gian nan khốn khó lạy chúa thánh thần xin đến giúp chúng con sống hiệp nhất và yêu thương xin cho chúng con biết ăn ở thật khiêm tốn hiền từ và nhẫn nại lấy tình bác ái mà chịu đựng lẫn nhau, thiết tha duy trì sự hiệp nhất mà thần khí đem lại bằng cách ăn ở thuận hòa, gắn bó với nhau. Nguyện xin Chúa Thánh Thần cho chúng con sức mạnh để hòa giải với nhau về những sự khác biệt, hiểu lầm, chia rẽ, chống đối, hận thù đang xé nát thân mình Chúa Kitô. Hầu chúng con có thể được Ngài chữa lành các vết thương đã sâu trong tâm hồn và thân xác chúng con. Xin đến với con, hỡi thần khi tình yêu của Thiên Chúa. Xin đến với con, hỡi thần khi sự sống của Thiên Chúa. Xin đến với con, hỡi thần khi sự thật của Thiên Chúa. Lạy Chúa Thanh Thần, con cần Chúa, con yêu Chúa và con khao khát Ngài. Xin Ngài mau đến với con, đến trong hồn con, đến trong đời con. AMEN Mời anh chị và các bạn lắng nghe lời Chúa thứ năm sau Chúa Nhật thứ bảy Phục sinh. Bài đọc 1 Trích sách công vụ tông đồ chương 22 câu 30, chương 23 câu 6 đến câu 11 bài trích sách công vụ tông đồ hôm ấy vì muốn biết chắc chắn người do thái tố cáo ông Phaolô về điều gì vị chỉ huy cơ đội tháo xiềng cho ông và ra lệnh cho các thượng tế và toàn thể thượng hội đồng họp lại rồi ông đưa ông Phaolô từ đồn xuống để ra trước mặt họ ông Phaolô biết rằng một phần thượng hội đồng thuộc phái pha sa đốc còn phần kia thuộc phái Pha-ri-siêu nên ông nói lớn tiếng giữa hội nghị thưa anh em tôi là người pharisêu thuộc dòng dõi pharisêu chính vì hy vọng rằng kẻ chết sẽ sống lại mà tôi bị đưa ra xét xử ông vừa nói thế thì người pharisêu và người sa đốc chống đối nhau khiến hội nghị chia rẽ thật vậy người sa đốc chủ trương rằng chẳng có sự sống lại chẳng có thiên sứ hay quỷ thần còn người Pha-ri-siêu thì lại tin là có. Người ta la lối om sòm, có mấy kinh sư thuộc phái Pha-ri-siêu đứng lên phản đối mạnh mẽ. Chúng tôi không thấy người này có gì là xấu, biết đâu một vị thần hay một thiên sứ đã nói với ông ấy. Hai bên chống đối gay gắt, đến nỗi vị chỉ huy sợ người ta xé xác ông Phaolô nên mới ra lệnh cho lính lôi ông ra khỏi đám người đó mà đưa về đồn. Đêm mấy Chúa đến bên ông Phaolô và nói: Hãy vững lòng, con đã long trọng làm chứng cho thầy ở Jerusalem thế nào, thì con cũng phải làm chứng như vậy tại Roma nữa. Đó là lời Chúa. À, ơn Chúa. Mời anh chị em lập lại câu đáp. Lạy Chúa trời, xin gìn giữ con vì bên ngài con đang ân nâu. Lạy Chúa Trời xin giữ gìn con Vì bên Ngài con đang ân nâu Con thưa cùng Chúa Ngài là Chúa con thờ Chúa là phần sản nghiệp con được hương Là chen phúc lộc dành cho con Số mạng con trinh Ngài năm giữ Lạy Chúa Trời xin gìn giữ con Vì bên Ngài con đang ân nâu con chúc tụng Chúa hàng thương chi dạy ngay cả đêm trường lòng dạ nhăn nhu con con luôn nhớ có Ngài trước mặt, được Ngài ở bên, chẳng nao núng bao giờ. Lạy Chúa Trời xin gìn giữ con, vì bên Ngài con đang ân nau. Vì thế tâm hồn con mừng rỡ và lòng dạ hân hoan, thân xác con cũng nghỉ ngơi an toàn. Vì Chúa chẳng đành bỏ mặc con trong cõi âm ti, không để kẻ hưu chung này hư nát trong phần mộ. Lạy Chúa Trời, xin gìn giữ con, vì bên Ngài con đang ân nâu. Chúa sẽ dạy con biết đường về cõi sông, trước thanh nhan, ôi vui sướng tràn trề, ở bên Ngài hoan lạc trăng hề vơi. Lạy Chúa Trời, xin gìn giữ con, vì bên Ngài con đang ân nâu. Hallelujah, Hallelujah, Chúa nói, Lạy Cha, xin cho tất cả nên một, như cha ở trong con và con ở trong cha để thế gian tin rằng cha đã sai con hallelujah mời anh chị em mở tin mừng Chúa Giêsu theo Thánh Gioan chương 17 câu 20 đến câu 26 tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan khi ấy Đức Giêsu ngước mắt lên trời và cầu nguyện rằng lạy Cha con không chỉ cầu nguyện cho những người này nhưng còn cho những ai nhờ lời họ mà tin vào con để tất cả nên một như cha ở trong con và con ở trong cha để họ cũng ở trong chúng ta như vậy thế gian sẽ tin rằng cha đã sai con phần con con đã ban cho họ vinh quang mà cha đã ban cho con để họ được nên một như chúng ta là một con ở trong họ và cha ở trong con để họ được hoàn toàn nên một như vậy thế gian sẽ nhận biết là chính cha đã sai con và đã yêu thương họ như đã yêu thương con lạy cha con muốn rằng con ở đâu thì những người cha đã ban cho con cũng ở đó với con để họ chiêm ngưỡng vinh quang của con vinh quang mà cha đã ban cho con vì cha đã yêu thương con trước khi thế gian được tạo thành lạy cha là đấng công chính thế gian đã không biết cha nhưng con con đã biết cha Và những người này đã biết là chính cha đã sai con Con đã cho họ biết danh cha Và sẽ còn cho họ biết nữa Để tình cha đã yêu thương con ở trong họ Và con cũng ở trong họ nữa Đó là lời Chúa, lời chúa, kỳ tổ, lời chúa. Thưa anh chị em và các bạn, người ta vẫn nói câu đó là đoàn kết thì sống chia rẽ thì chia rẽ thì chết chết này không không biết là trong mỗi thằng bé biết vậy đoàn kết thì Sổ. tỏ lên đoàn kết thì sống chia rẽ thì chết chia rẽ thì chết đoàn kết thì sống ngay cả việc anh chị em cùng thống nhất nói với nhau cũng đã là khó người thì nói to, người thì nói bé, người muốn nói, người không muốn nói. Người thì muốn uh, ngồi yên, người thì muốn động đậy. Cho nên trong một tập thể mà muốn mạnh thì tất cả cùng gọi là đồng tâm nhất trí với nhau. Còn nếu mà không đồng tâm nhất trí với nhau thì nó không tạo nên được sức mạnh của một tập thể. Đoàn kết thì Chưa đẽ thì phải mạnh dạn hết lên, phải xác tín được điều đó. Mà muốn đoàn kết với nhau là phải hiệp nhất với nhau. Mà muốn hiệp nhất với nhau thì phải chấp nhận là có sự khác biệt. Đừng nghĩ rằng hiệp nhất tức là um, giống hết nhau hoàn toàn. Ngay cả hai anh em sinh đôi đi bảo giống nhau như là hai giọt nước mà có giống nhau hoàn toàn không? Không. Đứa này thế này, đứa kia thế kia. Cho nên khi mà nó là hiệp nhất không nghĩ rằng đừng nghĩ rằng là phải đúc khuôn giống như là cái, cái ly này dấu ly nào không giống ly nào phải nó đúc một cái khuôn nhưng mà Chúa dựng nên mỗi người không đúc khuôn không phải là đây là khuôn là nam rồi một cái uh, cho bượn cái ly kia cái ly à bỏ nắp à bỏ muỗng đó con Đây là cái ly nữ đi Rồi đây là cái ly nam đây Thì Chúa không có đúc khuôn người nam là, là cái khuôn này Cho vào Ra một loạt người nam Rồi cho vào cái khuôn Ra một loạt người nữ Không Cả tỷ người trên thế gian này Thì mỗi người là một tác phẩm độc nhất vô nhị của Thiên Chúa Chỉ có một cái ly này và không có một ly thứ hai cũng chỉ có một ly này không có một ly khác nữa, giống như hết như ly này mỗi người chúng ta là một tác phẩm độc nhất vô nhị của thiên chúa mà những tác phẩm độc nhất vô nhị ấy lại có thể hiệp nhất được với nhau đó mới là điểm mà truy su khắc khoải lo lắng thao thức trước khi mà chia tay các tông đồ để đi chịu chết đền thay tội lỗi cho nhân loại Không biết rằng 12 thằng này lúc giờ còn bao nhiêu tên Lúc bây giờ còn là, là bao nhiêu tên 11 Yura nó đi ra rồi chẳng hạn Chỉ còn 11 tên đi rồi Còn 11 này nó có nó chịu nhau hay không Hồi xưa có thầy ở đây thì nó còn chịu Bây giờ mà thầy đi vắng, đại ca đi vắng rồi Nào cũng muốn làm đại ca Đúng không? Muốn làm đại ca không? Muốn kia? nào cũng muốn làm đại ca hết cho nên là chúa bảo bây giờ sao rồi đặt phêrô làm đầu mà nó không chịu nhau rồi uh, nào cũng muốn làm Yuda thủ quỹ đi rồi muốn làm thủ quỹ không Tao muốn. muốn không nào cũng muốn hết cho nên là đó là điều mà chúa su thao thức Trăn trở xin lại cha xin cho họ nên một như cha ở trong con và con ở trong cha để họ cũng ở trong chúng ta Nên một là như vậy đấy Khác biệt hoàn toàn mà vẫn có thể sống được với nhau Hợp nhất trong sự khác biệt Trong cái đa dạng, trong cái phong phú Chứ không phải đúc khuôn thành một mà thôi Cũng giống như những bông hoa này Nếu mà chỉ có một loài hoa chắc chắn Tất cả Những bông hoa khác nhau Mà tạo thành một vườn hoa Tạo thành một bình hoa Thì mỗi hoa có một vị trí Thằng nào cũng muốn góc đầu lên sau ra bình hoa đẹp được phải không bình hoa có hoa trên hoa dưới hoa trong hoa ngoài nó mới đẹp được nào cũng muốn nóc nó lên tôi đi chụp hình cho các nhóm lúc chụp hình ai cũng khoai đứng trên ai cũng khoai đứng trước tôi bảo vậy thì, thì một mình đứng cho rồi đi còn cả nhóm này mà um, 50 người mà anh đòi thứ cha cho con ở trên cho con đứng gần cha đứng thế nào hả đứng thế nào ai cũng muốn trội ai cũng muốn nổi thì tâm mình nó càng xấu có đúng không ạ à phải có người trên người dưới ai thấp thì đứng dưới ai cao thì đứng sau ai cao thì đứng ra phía ngoài như nó mới đẹp cân đối còn đây đứng lao nhau lao nhau ai cũng chen 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 Ở ngoài thì rộng trong thì chật ních Nhưng bình hoa không vậy cứ súng hết vào anh một ngóc ngóc có đầu ngóc qua đầu lên không có được cho nên trong một tập thể cũng có những người này người kia và Phaolô thấy được đoàn kết thì sống mà chia đã thì chết cho nên Phaolô bị đưa ra thượng hội đồng mà trong thượng hội đồng ấy thì có phái Sa đốc và phái pha siêu Sa đốc và pha siêu khác biệt nhau về niềm tin. pha siêu thì tin rằng có kẻ chết sống lại. Còn nhóm Sa đốc thì không tin có sự sống lại, không tin có thiên sứ hay quỷ thần gì cả. Nhóm pha siêu thì lại tin là có. Hai nhóm ấy khác biệt nhau nhưng mà họp nhau lại để làm gì? chống đối một kẻ thù chung là Chúa Giêsu và các môn đệ, các tông đồ của ngài. Hai anh này nó không ưa nhau, nhưng mà vì có một thằng này là kẻ thù chung của hai thằng, cho nên hai anh này toa rập với nhau để mà chống này đúng không? Đúng. À, này nó biết vậy nên bảo bây giờ phải làm sao để cho hai anh này nó chống lại nhau, coi nhìn mình thoát chết. Chứ nếu mà hai anh nó súng mà đánh mình thì không hai đánh một không chột cũng khỏe. Vì phải chọc đâm bị thóc, thọc bị gạo để cho hai này nó mâu thuẫn còn đấu đá nhau là mình đứng ngoài mình vỗ tay, hình vô đi vô thì vô đi. Hai này đâu có biết lọt vào trong của nó này Pharisee tin có sự sống lại, tin có đời sau này Xá đốc không tin có sự sống lại không tin đời sau, mà Phaolô cũng là thuộc người Pharisee cho nên tin có sự sống lại. Việc làm sao để cho hai này chống nhau trong lúc hai nó đang chống mình, Phaolô đưa ra nói thưa anh em sở dĩ mà tôi bị đưa ra xét xử là vì tôi là người thuộc Pha-ri-siêu. và phe này và tôi tin có sự sống lại Pharisêu bảo ơ nó phe mình mà sa đốc bảo cái thằng này tôi là chống lại anh này này chống lại anh kia sa đốc và Pharisêu chống nhau la lối om sòm người ta la lối om sòm rồi có mấy kinh sư thuộc Pharisêu đứng lên phản đối mạnh mẽ chúng tôi không thấy người này có gì là xấu vừa mới tính kết án follow rồi ném đá follow bây giờ lại bảo tôi không thấy thằng này có điều gì xấu vì thấy nó nó về phe mình nó tin có sự sống lại còn cái thằng ranh xa đốc này không tin sự sống lại dắt nó sang bên cho nên biết đâu là một vị thần hay thiên sứ nói với ông ta chứ đâu ông ta đâu đến nỗi nào hai bên chống đối gay gắt kịch liệt follow thoát ông đồn ông chỉ huy đem follow vào trong đồn thôi 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 đem vào đây có nó đánh nhau rồi nó sơi này sơi tái này luôn chết cho nên thưa anh chị em và các bạn đây là một bài học cho mỗi một người chúng ta là bao lâu ta còn hợp nhất với nhau đoàn kết với nhau thì mới đến được cái sức mạnh còn nếu mà trong ta có sự mâu thuẫn có sự ghen tị có sự phân biệt có sự đố kỵ thì chắc chắn cái tập thể đó sống muộn gì cũng tan thôi. Sống muộn gì cũng tan thôi. Ngay cả một đoàn thể, ngay cả một cộng đoàn dòng tu đi nữa mà có sự chia rẽ giữa bề trên với bề dưới rồi giữa bề dưới với nhau rồi giữa những người lãnh đạo với nhau thì cái cộng đoàn nói dòng tu đó cũng tan thôi. Thưa anh chị em và các bạn, vì thế mà Đức Giêsu tha thiết cầu nguyện con không chỉ cầu nguyện cho những người này Mà còn nhờ cho những ai nhờ lời họ mà tin vào con Để tất cả nên một như cha ở trong con Và con ở trong cha Và để họ cũng ở trong chúng ta nữa Khi chúng ta hiệp nhất với nhau Thì chúng ta được ở trong chúa cha và chúa con Mà bao lâu chúng ta không hợp nhất với nhau Thì chúng ta không ở trong thiên chúa nữa Nó lạ ở chỗ đó Hai người hiệp nhất với nhau thôi đâu có dính gì Không, dính nữa à. Hai người mà hiệp nhất với nhau thì được ở trong Chúa Mà ba đô ta cãi nhau, bà đô ta phân biệt nhau Thì hai người tách khỏi Thiên Chúa Ở trong Chúa và tách khỏi Thiên Chúa Cũng có nghĩa là ở trong nước Chúa Ở trong thiên đàng hoặc là Ở ngoài nước Chúa, ở ngoài thiên đàng Mà ở ngoài thiên đàng thì đi vào đâu Ừ vậy thôi Hai người đang chống đối nhau Được kẻ thù không đội trời chung chết không nhìn mặt nhau này chết trước vào thiên đàng này đến sau thấy nó trong thiên đàng vô không không <laughs> thiên đàng mà nó còn không chịu tha thứ cho anh em nó thì nhưng mà nó vô rồi bây giờ con một là con vô hai con không vô thôi mà vô vừa gặp thấy mặt nó là không ưa rồi thôi thì đi không vô thì đi đâu đi đâu nói to cho nó nghe cho nó đi đâu rồi sao có vô, vô, vô. <laughs> vô, vô, vô. <laughs> mà muốn vô thì lại nhờ chính cái thằng mà mình đang ghét nó này ra đón nó vào ra đón nó vào thằng đó mà nó cũng cho nó vào nữa không muốn ra đón điều một là mày đón nó vào hay là mày đi ra ngoài luôn chọn đón này không đón đón không bắt tay đón vào nói 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 sao vào đây. <laughs> Nói vào đây <laughs> Thì thưa anh chị em Mình thấy hình ảnh đó Thực sự là như vậy đó Trong cuộc đời mình có ghét nhau thế nào Thì ghét nhau rồi cũng cuối cùng cũng phải gặp nhau Cuối cùng cũng phải gặp nhau Mà bây giờ gặp nhau như vậy thì muốn hưởng hạnh phúc Thiên đàng thì lại phải Yêu thương nó là phải tha thứ cho nó Là phải hợp nhất với nó rồi mới vào thôi Còn không thì Mình có quyền lựa chọn mà mình có quyền lựa chọn. Thiên đàng hay hỏa ngục do mình lựa, Chúa không bao giờ chúa ném mình vào thiên mình vào hỏa ngục mà chúng không nắm cổ mình lôi mình vào thiên đàng. vì lôi vào vào thiên đàng mà thấy trong này có một thằng nó nó cũng dậy ra nó nó không vô đâu, thôi kệ lựa chọn đi con. Mỗi có quyền lựa chọn. Thấy chưa? Đó là cái mầu nhiệm khủng khiếp nhất. Con người có quyền lựa chọn cho mình cuộc sống đời đời hoặc là trầm luân đời đời hoặc là hạnh phúc đời đời. Cái nhiệm nó khủng khiếp lắm Sự quyết định Số phận của mỗi người là do mình Đừng nói là số phận cái gì hết. Đừng nói là định mạnh cái gì Không có ai định cho mình hết Mình định cho cái số mạng của mình Mình có quyền quyết định cho số mạng của mình Gọi là định mạng Không có ai có quyền Không ai có quyền Chúa không làm chuyện đó Vì nếu Chúa làm chuyện đó Chúa không còn là thiên Chúa nữa Vì thiên chúa là tình yêu, mà tình yêu thì phải để cho người ta được tự do. ép nó vào thiên đàng không còn là thiên chúa nữa, mà thiên đàng mà bị ép vào có còn là thiên đàng nữa không? thiên đàng mà bị ép vào có còn là thiên đàng nữa không? không, ép vào, ép dầu ép mỡ ai nữa ép duyên, cái duyên địch vào thiên đàng rồi cái duyên mà mình không muốn vào không ai làm gì được mình. cho nên mỗi lần nghĩ như vậy tôi thấy sợ, sợ vì lạy chúa dạ yeah, mà chú đừng cho con cái tự do đó chú cứ nắm con vào thiên đàng Nó vậy cho chắc, chắc ăn không dễ chịu hơn phải không còn chú cho con tự do thì con lùi thôi lắm rồi. Chú chọn này xong rồi nay thì chọn này mai chọn kia nay thấy đông vui con chọn nó mai thấy nó không ưa con con lại ghét nó lại con lại rớt đài rồi có đúng không nay vừa bước lên võ đài ngon đấm nó được phát ngon lành mai lại giận lại rớt đài thôi chú Thưa chú cứ nắm cổ con chú Xích con vào trong thiên đàng luôn đi cho nó ngon An toàn Chú bảo không Ta làm vậy thì người ta không còn là thiên chúa của con nữa Thiên chúa tình yêu, chúa lòng thương xót nữa Các bạn lựa chọn đi Hôm nay là tuần kiểu nhật kính chúa thanh thần Các bạn xin cho mình được lựa chọn Ở trong chúa hay là um, Ở ngoài chúa Ở trong thiên đàng hay là ở ngoài thiên đàng Hạnh phúc đời đời hay trầm luôn đời đời Lựa chọn đi mà Chúa thì Chúa muốn gì? Lạy cha con muốn rằng con ở đâu? Thì những người cha đã ban cho con cũng ở đó với con. Con ở đâu thì con muốn rằng người mà cha ban cho con cũng ở đó với con. Anh ở đâu thì em đó. Ta -ta -ta -tan -tan. Anh ở đâu thì em đó. Chúa nói ta ở đâu thì con đó. À, Chúa muốn như vậy mà mình thì Chúa ở đâu thì kệ Chúa Con ở đâu thì cứ kệ con Phải không? Mình đâu có để cho Chúa um, Ở trong mình và mình cũng chẳng có ở trong Chúa Khi mình không hiệp nhất được với anh em mình Khi mình không chấp nhận anh em mình Khi mình không sống được với anh em của mình Nếu mà các bạn không sống được Ở đây các bạn chẳng sống được ở chỗ khác đâu Vì chỗ nào nó cũng có vấn đề nó Nói thật với các bạn có nhiều người chọn hết dòng tu này để dòng tu kia cùng trắng dòng tu nào hợp với mình vì mình có hợp với dòng nào đâu <laughs> chứ đâu phải dòng không hợp với mình mình có hợp với dòng nào đâu mình có hợp với ai đâu thôi thì tu tại gia ở nhà mình cho rồi đi thôi chứ cảnh chẳng cách nào khác và nếu mà con người ta mà sống một mình như vậy thì nó là một hòn đảo thì nó là thành địa ngục trần gian rồi nếu cuộc trần gian mình chẳng quan chơi được với ai chẳng quen biết ai ai cũng thôi đừng chơi với nó hắn lắm đụng nó là có chuyện đây sợ lắm nó chơi độc lắm nó chơi ác lắm nó chơi gì lắm không ai dám chơi với mình không đụng với mình nữa thì coi như mình trở thành um, um, hỏa ngục cho chính mình rồi còn bạn có thể sống bất cứ chỗ nào có thể sống với bất cứ ai. <laughs> Ai nói nói có sao đâu nói tay này qua tay kia cứ đồ bận tâm cho mệt tôi sống vậy ai muốn nói thì nói cái sao cũng được ở bầu thì dài ở ống thì tròn giống như nước ở dưới vũng này cũng là nước phải không nhưng mà trên thác đổ xuống ở trên cao thì cũng vẫn là nước mà ở dưới khe thì cũng vẫn là nước nước vẫn là nước tôi vẫn là tôi Dù tôi có ở trên đỉnh cao danh vọng Hay là tôi có bị đi xuống tận đáy vực thẳm Tôi vẫn là tôi Và tôi biết rằng là Cuộc sống của tôi đâu có dừng lại ở đây Cuộc sống tôi là hạnh phúc đời đời Tôi mong ước tôi đợi chờ tôi khao khát Mà Chúa nói ta muốn rằng ta ở đâu con cũng ở đó với ta để được chi ngưỡng vinh quang mà cha đã ban cho con vì cha đã yêu thương con trước khi tạo thành. Con đã cho họ biết danh cha và con cho họ biết nữa để tình cha đã yêu thương con ở trong họ và con cũng ở trong họ nữa. Chúa cha ở trong tôi và Chúa Yêu cũng ở trong tôi. Hạnh phúc biết chừng nào. Cái hạnh phúc đó là mình quên đi những chuyện lặt vặt Bực bỏ khó chịu hàng ngày Có chú ở trong tôi rồi anh có làm gì được tôi đâu Có chú ở trong tôi rồi bạn chị có nói gì rồi anh chẳng ăn thua gì với tôi Có chú ở trong tôi thì có hoàn cảnh nó xảy đến thế nào Tôi vẫn tin rằng có chú ở trong tôi Đó là hạnh phúc cho tôi rồi Còn ai muốn nói gì nói Em muốn xử sao xử Em muốn um, um, coi tôi thế nào cũng được hết Này Bạn là người hay là rác Mày là rác Tao coi mày như đồ rác Có phải vậy là cái bạn thành rác không? không. Có không? Ờ Không muốn à? nó nói gì nói, nói tôi vẫn là người chứ Có phải nó nói tôi là rác thì tôi là rác không? Công chúa Công chúa ngồi kìa Nói nó là công chúa nó có thành công chúa không? Lọ lem thì vẫn lọ lem chứ đâu phải lọ lem mà cái nói cái thành công chúa Có đâu Vậy thì mình là người họ có coi mình là đồ rác rến mình vẫn cứ là người không phải người ta cứ cho mình là cái gì cái mình bảo ơ à, vậy hả mày cho ta như vậy hả Ê, đại ca chả làm được gì nó gọi đại ca cũng sướng u nó cho tao làm đại ca ư đại ca đại ca chả biết đấm đá hay biết bắn súng chẳng biết tiền bạc chẳng có gì ưu đại ca đại ca cứ nó cho mình là đại ca mình là đại ca làm đại ca được chưa chưa đâu bản lãnh đâu mình bản lãnh là đại ca Mà nó bảo mình là thằng bảo vệ Bảo vệ cũng được, có sao đâu Tôi biết tôi là ai mà Tôi là Linh Mục, được rồi Còn tôi muốn cho tôi là thế nào cũng chả sao cả Tôi là con người con của lòng thương xót Chúa rồi Thế là đủ rồi em Muốn đối xử tôi thế nào cũng được muốn cho tôi ở nhà cao thì ở nhà cao muốn ở nhà thấp thì ở nhà thấp muốn cho tôi đi nước ngoài thì tôi đi không cho tôi đi thì tôi cũng đâu có chết chóc gì đâu muốn cho tôi đi giảng thì đi giảng mà không cho tôi đi giảng tôi ở nhà tôi giảng cũng đâu có sao đâu chẳng ảnh hưởng gì cả vừa chúa ở trong tôi rồi mà có đi hay ở có làm hay không làm có trên cao hay xuống thấp có ở vực thẳm hay là đỉnh cao có khác gì nhau đâu có phải chúa bảo mày đỉnh cao tao ở với mày nha còn mày xuống vực thẳm tao không ở đâu có không con người đối xử với nhau như vậy thì có đấy Còn Chúa không Mà càng vực thẳm, càng khốn khổ, càng khốn cùng Thì Chúa càng đến ở Vì Chúa nói những người đau khổ, những người tội lỗi Là đối tượng lòng thương xót của ta Mình xin và các bạn mở kinh nguyện lòng thương xót Chúa trang 9 cùng đọc kinh Đức lễ thiêng liêng Lạy được Chúa Giêsu, con tin thật Chúa ngự trong phép mình thanh, con kinh mến Chúa trên hết mọi sự cùng ước ao chịu lấy chua trong linh hồn con song le bây giờ con chẳng có thế mà chịu chua cho thật được thì xin chua ngự vào linh hồn con cách thiêng liêng vậy chẳng khác gì như chua đã ngự vào thật thì con xin nậm lấy cùng hợp làm một cùng chua cho chọn xin chua chờ để cho con lìa bỏ chua bao giờ Amen chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. xin thiên chúa toàn năng là cha và con và thanh thần ban phúc lành cho anh chị em chúc anh chị em tuần cửu nhật kính chúa thanh thần vui tươi và bình an hallelujah hallelujah Tình yêu chúa tươi đẹp hơn muôn muôn ngàn đo hoa. Tình yêu thật dịu dàng, tựa vầng trăng giữa trời đêm tối. Chúa dân diều có tiên trong tình yêu, chứa tràn hồng ân thiên tha diệu. buồn muôn phiền ôi tình yêu đã xa vời trong tôi có thấy hồi a ở nơi trần gian chỉ là phù vân thoáng qua trong